Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì địa chỉ của cửa hàng là 9/6A xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Anh em cứ đến ngay công viên Tam Hiệp nhé, ngay công viên Tam Hiệp cổng chào thành phố Biên Hòa. Đấy, nếu anh em không biết đường, anh em ở xa, anh em không biết đường thì anh em cứ hỏi đường tới công viên Tam Hiệp thành phố Biên Hòa, ngay cổng chào thành phố Biên Hòa đó, thì cửa hàng ngay gần đó luôn anh em, mà cách có mấy trăm mét là đến tới nơi à. Thì anh em tới nơi thì anh em alo theo cái đầu số là 0983533445 ha. Nói chung là địa chỉ và số điện thoại em luôn để phần mô tả đó, anh em cứ theo trong đó rồi liên hệ giúp em nha. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho anh em ba con quay alpha. Thì nói chung là một con thì là tem xương cá, còn hai con kia là 2010 đó. Con tem xương cá thì tầm đời 2007 thì còn có hai con kia thì tầm đời 2010. Nói chung là xe zin ha, xe zin rất là tật. Xe zin thì nói chung là xe zin, máy móc nguyên zin, dàn chân dàn áo đồ là nguyên zin đấy. Ba con nghe như vậy em sẽ báo giá lần lượt cho anh em. Trong đó ba con này thì có một con này 2010 là con này là cọc nhất anh em này. Con 2010 này là cọc nhất này. Con này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy anh em coi, con này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Biển 4 số à 5 số rồi. Thành phố Biên Hòa nhá. Nói chung là con này thì cực kỳ đẹp luôn. 2010. Chìa khóa 2 chìa. Cực kỳ đẹp luôn. 27.000. Đấy thì lên xong hết cho anh em nha, rồi báo giá cho anh em luôn. Thì đầu tiên em sẽ quay con này trước. Con này thì 2010 ha, 2011 anh em ạ. Con này không phải là 2010 mà là 2011. Có con ở giữa mới là 2010 thôi, còn con này là 2011 luôn anh em ơi. Rất là đẹp. Xe không giảm tốt. Đây, cam đồng điền còn zin theo xe nha. Anh em nhìn thấy nó còn sáng lá, còn 7 màu luôn. Gucci ha. Tem bọc này. Quay trời tối mà nó còn đẹp lung linh luôn anh em. Rất đẹp nha, từ trong ra ngoài. Con này giá thì 14.500 nha. Thì 2011. 2011 14.500. 14.500 2011 đấy. Xe thì máy móc ghế máy. À, xe là đẹp luôn. Nói chung là dàn chân trước dàn chân sau là không giảm tút nha, không suy giảm nha. Căm đùm liền zin theo xe này, anh em nhìn thấy cái nước căm của nó nè. Nó vàng ống ạ luôn. Không rụng rỗ, không cầu gì hết nha mọi người. Ống ạ luôn, rất là đẹp. 14.500. Sang tên rút gốc, trả góp ship xe. Đó, anh em nào mà thích mấy cái dòng này thì liên hệ nha. Nói chung mấy cái này đi tiết kiệm xăng anh em nhé. Xe đánh giá cảm nhận giúp em ha. 14.500 xe zin ha, chất xe của nó rất là đẹp. 2011 nhé, xe này xe 2011 chứ không phải xe 2010 luôn em. 2011 đẹp keng à, hai chìa khóa hai chìa. Con này thì cũng mới về cửa hàng thôi anh em ạ. Đẹp lắm. Tay cùng rồi tay thắng rồi tất cả đều là zin hết nha mọi người. Đây, anh em coi những cái phím bấm, những cái vị trí này à. Đấy, còn rất là nét. Nét căng luôn không. Đồng hồ, đồng đồ nó rất là nét căng luôn. Chìa khóa hai chìa đầy đủ. Đó, hai chìa đầy đủ ha. Chìa khóa hai chìa đầy đủ thì anh em hiểu rồi. Chất xe nó như thế nào nha. Nói chung là hàng rất là hiếm. 14.500. Đấy, con này rẻ hơn nè anh em này. Con này cũng là cái kiểu tem như vậy. Nhưng mà đời con này là đời 2010. Thì con này đời 2010 xe zin luôn nha. Xe 2010 nhưng mà xe zin hết á. Con này giá rẻ hơn nè, 12.500. Thì anh em nhìn hai cái con xe, chất xe con này cũng bằng con kia được không?
tầm giá 12.500 thì anh em liên hệ nhé. Nói chung là giá trên thì còn thương lượng, nói chung xe này cửa hàng bán ra thì giá trên còn thương lượng cho anh em nhé. Con này thì cũng rất là đẹp, ok luôn, máy móc thì êm ái chuẩn chỉ, dàn chân dàn áo đồ là riêng theo xe tất tần tật. À, nhưng mà so với con 211 bên này thì nó cũng đẹp bằng thôi, chứ còn nếu để một mình nó thì nó vẫn rất là đẹp ha. Hoa hậu đấy, hoa hậu già nè, hoa hậu trẻ đấy, nếu mà so với mấy em hoa hậu trẻ này thì không so được đấy. Con này nhìn cái chất xe nó khác biệt liền đấy, anh em cảm nhận đánh giá giúp em nhé. 12.500 con này thôi, 12.500 rin tất tần tật anh em ạ. Mấy cái hàng này rin hết à, máy móc rồi dàn chân dàn áo rồi tất cả thứ đều là rin hết. 17 triệu à, 12.500 à. Với tầm giá này thì anh em liên hệ nhá, xăng cổ đắt đỏ thì anh em lấy mấy con máy 100 này thì nó bền bỉ này, rồi tiết kiệm nhiên liệu này không, với lại là form dáng rất là đẹp nha. Dòng máy 100 này rất là chuộng anh em này, nó ngon hơn mấy mà lại 110 bây giờ rất nhiều anh em ơi. Máy 110 bây giờ không có bằng mấy con này được đâu. Rồi đây con tem xương cá này, thì tem xương cá này cũng là zin luôn nhá, zin tất tần tật luôn. Con này thì tem xương cá này 13 triệu. Xe còn đẹp nha, từ căm này, từ đục này, đấy phuộc này, từ dàn chân này, gắp đồ này, lốp thì lốp đen, máy thì zin nhá. Nói chung là xe mà là báo máy zin là cam kết máy zin anh em nhá. Đấy anh em coi tem bồng này, tem xương cá ở đầu nha, có khúc xíu à mà đẹp, còn đẹp ha. Quay dàn áo cho anh em tham khảo đó. Đây thấy không, biển còn 4 số. Lốp đen nhé, nói chung là hàng đẹp lắm. Thì mấy con này thì đời đầu anh em ạ, nói chung là bền bỉ lắm. Đề cái là nổ à. Đây phía trong của nó nè anh em. Thì nói chung là anh em mua xe á, anh em nào mà thiện chí mua xe á, anh em cân nhắc giúp em ha. Anh em coi kỹ video, tại vì mỗi video á em đều là quay rất là kỹ cho anh em. Quay rất là chi tiết, quay rất là kỹ chứ em không có lướt. Đó, thực ra nếu mà lướt báo giá sơ lược thì anh em nghe giá xong anh em chẳng biết là con xe nó như thế nào hết, nó đang tình trạng như thế nào. Rin không rin hay sao à, đẹp đấy, chuẩn bài luôn anh em ạ. À, con này rất đẹp nhá. Anh em nào mà nếu mà có nhu cầu mà nhá ý mà muốn mua xe á, mà muốn mua mà quay 100 á, thì không cần phải 2015 2016 gì đâu. Anh em lấy ngay con này 2011 nè, cái chất xe của nó cực kỳ đẹp, 2011 chất xe cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. À, đẹp từ trong ra ngoài luôn á, mà odo cực thấp nha. Con này là odo cực thấp luôn á anh em, xe là để có sao để vậy luôn ạ. À, odo cực thấp, cực kỳ thấp luôn. Anh em nhìn từ những cái chi tiết này, chóa đèn này, đây nó còn đẹp này, nó còn sáng choang luôn em, nó không có phải là mờ đục à, theo thời gian sử dụng nó mờ đục cái gì hết, rất là đẹp. Rồi vậy nha anh em, một con đời 2011 giá 14.500 là con đầu tiên này, rồi con ở giữa là 2010 giá 12.500, xe cũng là xe rin hết ha. Rồi còn con 207 tem xương cá 13 triệu xe rin, xăng tem rút cấp trả góp xuống xe. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì alo nha. Đấy, kết thúc video rồi nha anh em. Xe thì rất nhiều anh em ơi, quá trời xe luôn. À, anh em mà có nhu cầu thì liên hệ giúp em nha.